bậc thứ hai của giải Duy Ngữ. Đúng rồi. Các môn cỏ, các Bắc Lan đã kết thắng. Và môn Bắc Thị Dung, các Đông Anh đã xa ở giải nhất. Trong vùng tay, đội tuyển trọng tài Văn Tước và Ai Đô lên thành phố Sa Đại. Sau trận đấu này mời hai đô Đô Nguyễn Đình Khương của Hà Tây và đô Đỗ Xuân Đập của Vĩnh Phúc thực hiện. Nạp nó đánh nhanh rồi. Hai đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Hiệp bóng bắt đầu. Thank you.
rồi, mời anh em lên tài thể nào. Anh nhất lại đang cùng đỏ. Cho đối phương và không ai của anh tức là không để bắt. Đấy, 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 bắt tay như này, bắt đầu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tim của anh 12 lần. Theo mặt vừa qua, còn hai bên tay nữa thì hết để thi đấu là ai? Bằng một miếng đánh rất chân gọn của mình, Đô Vũ Kim Anh đã toàn thắng Đô Nguyễn Thị Dung ở theo mặt vừa rồi và đoạn theo thứ hai. Nếu thắng như này thì ok rồi. Nhìn nhầm. Cái này là nó còn một kéo. Và thường cho của cho cô Hồ Kim Anh. Làm sao? Anh.